Ngày 7 tháng 4, một lãnh đạo Công an thành phố Hải Phòng cho biết Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy Công an thành phố vừa triệt phá ổ nhóm bay lắc tại một khu đô thị cao cấp trên địa bàn phường Thượng Lý, quận Hồng Bàng. Thông tin ban đầu, khoảng 23 giờ 30 phút ngày 4 tháng 4, các trinh sát Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy đột kích, phát hiện nhóm bay lắc gồm 12 dân chơi, 7 nam, 5 nữ, thu giữ tại hiện trường 0,13 g ketamin cùng một số tang vật khác có liên quan. Kết quả giám định phát hiện 9 trường hợp dương tính với ma túy. Cơ quan điều tra sau đó tạm giữ hình sự 3 trường hợp, gồm Nguyễn Thị Thanh Huyền, 38 tuổi, Bùi Thị Ngọc Bích, 36 tuổi và Vũ Hoàng Cường, 42 tuổi, cùng chú Hải Phòng để điều tra về hành vi tổ chức sử dụng trái phép chất ma túy. Trong đó Bùi Thị Ngọc Bích là nữ cán bộ đang công tác tại Phòng Cảnh sát Phòng cháy chữa cháy Công an thành phố Hải Phòng. Ngoài ra, còn một nữ cán bộ khác là VA có mặt tại buổi bay lắc là cán bộ đang công tác tại Công an quận Dương Kinh, thành phố Hải Phòng. Căn nhà nơi diễn ra vụ bay lắc là của ông T, 46 tuổi, ở khu đô thị cao cấp thuộc phường Thượng Lý, quận Hồng Bàng. Ông T được biết là con của một ông chủ có tiếng trong ngành xây dựng của Hải Phòng. Vợ ông T là Nguyễn Thị Thanh Huyền là một trong ba người bị cơ quan điều tra tạm giữ hình sự để điều tra hành vi tổ chức sử dụng trái phép chất ma túy. Hiện cơ quan công an đang củng cố hồ sơ, tiếp tục điều tra mở rộng để xử lý triệt để theo quy định.